Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là sáng ngày thứ ba anh em, ngày 30 tháng 8 2022. Mình lại tiếp tục lên đơn nha. Trước mắt anh em là một cái JD 300W để gửi cho ông anh mình, anh Khải ha. Anh Khải ở 229/39/7 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn nha anh em. Ở xì phố ha. Thì anh Khải anh nhắn mình hồi chiều hôm qua. Nhưng mà chiều hôm qua mình có cái tiệc nhẹ ở nhà mấy ông anh mọi người, cho nên là qua đuối quá, không có trả lời ảnh được. Rồi sáng nay mới mới gọi lại ảnh để trao đổi vấn đề. Thì ảnh có tâm sự là ảnh cũng có đam mê cái JD 500 và JD 1000, hai cái lớn. Nhưng mà ảnh định lắp ở ở không gian không rộng lắm, cho nên mình tư vấn ảnh cái này được rồi, cái này được rồi mọi người, không gian không rộng lắm, ta mua cái này ta lắp được rồi. Đó, chừng nào mà không gian nửa công đất kìa, ta mới mua cái JD 500 hoặc là JD 1000 nha anh em. Đó, cái đó là mình tâm sự thật tình với anh em luôn. Tiền ta bỏ ra thì nó cũng quý, cho nên chúng ta sẽ đúng mục đích nha, chứ không gian hẹp hẹp mà ta chơi cái đèn bự quá vô nó phí tiền ha. Thì bây giờ trở lại với cái JD 300. Buổi sáng anh em, mới sáng sớm luôn. Ở Châu Thành Long An nè. Bữa nay sáng sớm nắng tốt lắm mọi người. Nắng tốt. Ở dưới mình là thủ phủ của cây thanh long nha anh em. Hôm bữa có mấy ông anh nói em ở đâu mà thấy thanh long dữ vậy, em ở Bình Thuận hả? Sao lại nghĩ thanh long nhiều là ở Bình Thuận anh em? Cái nguồn gốc của cây thanh long á là nó ở Châu Thành Long An nha anh em. Từ từ người ta mới nó qua Chợ Gạo Tiền Giang nè, rồi nó qua mấy cái tỉnh khác, rồi nó mới ra Bình Thuận. Đấy, nghĩa là đầu tiên là nó phải ở đây chứ ha. Nên là ông anh mình thấy thanh long nhiều. Nhưng mà thanh long lúc này quải lắm mọi người. Thanh long quải lắm rồi, rất là quải luôn. Đuối lắm rồi anh em. Còn lý do đuối là như anh em biết rồi. Không phải thanh long xong, mít, xoài rồi, chuối, cái gì cũng đuối hết ha. Người nông dân chúng ta gặp biết bao nhiêu sóng gió nè. Thôi bây giờ trở lại với cái đèn đi. Cái tấm pin của đèn này là tấm pin 55W nha nè. Tấm pin 55W ha. Bộ pin lưu trữ của đèn là 42 Ah, 696 hạt 5730. Đấy, mình cố gắng nói thiệt là kỹ và nói thiệt là rõ để anh em nghe cái cấu hình cho nó thiệt là ok nha. Chứ để nhiều anh em khi mà chúng ta mua hàng á, chúng ta không biết rõ cấu hình á, thì thành ra nó bị một cái tình trạng gọi là lầm lỡ nè, lầm lỡ mua hàng, lầm lỡ đó, cái nó rất là uổng cái tiền nha. Đấy, thì cái cấu hình của cái đèn này mình đang bán là 1.450.000. Hôm bữa mình có cộng lại anh em, cộng những cái cấu hình này lại thì nó ra tầm gần 2 triệu luôn đó. Cái tấm pin 55W này anh em ra thị trường mua giá thấp nhất là 600.000. 42 Ah này á là 420.000, là 1 triệu rồi anh em, 1 triệu rồi. 600 mấy chục hạt led này là khoảng 400.000 một mạch vậy nè. 400.000 mạch này thì 1.4 triệu rồi mọi người, là đủ rồi, đủ tiền đèn rồi đúng không? Đó, tại bán 1.450.000 mà đủ rồi. Mà bây giờ chúng ta còn dôi ra những cái gì nè? Tấm kính nè, 300.000. Ở cái chóa này là 120 nè. Rồi cái khung nhôm này là từ 300 tới 400 ngàn nè. Thấy không? Anh em cộng lại là gần 2 triệu luôn á. Rồi cái ray sắt thì bỏ luôn. Mạch sạc 50 ngàn nè. Remote 50 ngàn nè. Đấy. Thì đó. Bởi vậy nhiều anh em nói mua hàng lẻ lẻ về lắp cũng ra cái đèn năng lượng. Đó. Nó ra cái đèn năng lượng anh em, nó ra mắc hơn chắc chắn luôn. Đấy, cho nên anh em cân nhắc ha. Người ta mua nguyên bộ gì ta xài luôn ha. Vừa an toàn, vừa được bảo hành, mà vừa rẻ nữa. Đấy, bao rẻ luôn ha. Mình cộng lúc nãy là mình đọc theo giá của thị trường chứ không phải là đọc theo giá của ý mình đâu nha anh em. Không phải muốn đọc nhiều đọc nha. Anh em có thể lên trên Shopee anh em search tấm pin 55W này nhiêu tiền, bộ pin 42 Ah nhiêu tiền, 696 hạt led này là nhiêu tiền. Ở trên Shopee có bán hết luôn mọi người, có bán hết. Đấy, led 5730 nha anh em. Đấy, thì hàng chuẩn chỉ, nó là thân nhôm ha, nặng trịch luôn ha. Nặng đó, chữ JD được đúc nổi ha. JD anh em thấy không? Chữ JD đúc nổi nè. Đây có chữ JD JD đen nè. Đấy. Hàng nặng trịch, nặng quá. Đấy.
thì đèn nó đang sạc anh em, đang sạc. Hiện tại nhà mình còn có mấy bộ này à, mình mới lục ra còn mấy bộ thì cũng ấy rồi, 2-3 ngày nữa mình lại về một xe tải nữa, cho nên không có thiếu hàng ha. Anh em mua thì cứ lên đơn thoải mái, không bao giờ thiếu được đâu mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái thước mình đo ha, đo cái chiều dài chiều rộng rồi cho anh em nhé. Rồi cái thước ai giấu mất rồi, sau một hồi tìm kiếm thì mình cũng có cái thước anh em. Thì tấm pin này chiều dài của nó là 7 tấc 2 ha, chiều ngang của nó là 4 tấc 2 đấy. Cái đèn nè chiều ngang là 3 tấc 65, chiều dài là 4 tấc 2 đúng rồi, 4 tấc 2 nha. Đấy, đèn khá là to. Và cái đèn này mình nói ít thì anh em chắc cũng hiểu nhiều, tại vì cái đèn này trên kênh mình bán gọi là doanh số nhiều lắm ha. Nếu mà nói về những loại đèn mà đắt hàng thì đây đây cái đèn này rất là đắt hàng luôn, và anh em cứ mua lai rai rai năm này tháng nọ, ngày nào mình cũng có bán GD 300 này hết mọi người. Đấy, và cái này thì đặc biệt cái đèn này á là mình chưa thấy ai chê luôn nha. Đấy, thí dụ như những cái đèn khác đi, có người chê nhỏ quá, bự quá, nó không đủ sáng hay là gì đó, còn cái đèn này là chưa chưa không 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 ai chê đâu. Mình nghĩ là anh em lắp cái này ở trong nhà của chúng ta đó, khi mà khách khứa tới là người ta cũng không có chê được cái đèn này đâu anh em, không bao giờ chê. Tại sao vậy? Mặt trước của nó tấm kính rất đẹp, anh em thấy cái hoa văn ở mé hông của nó nè, thấy không? Và đặc biệt là cái thân nhôm của nó nè, cái thân nhôm này anh em để ngoài trời, ngoài mưa ngoài nắng thoải mái, bao nhiêu năm không thành vấn đề, thân nhôm mà, thấy không? Đó, nó chất ở cái chỗ thân nhôm đó đó mọi người. Nếu mà cái đèn này đổi thành thân nhựa cái là cái đèn này nó tuột xuống còn chừng 1,1 triệu à. Đó, đổi thân nhựa cái thành 1,4 triệu liền, nhưng mà thân nhôm là 1,450 triệu, tại vì cái nhôm nó rất là mắc tiền, có giá trị ha, có giá trị mà bán có 1,450 triệu là mình thấy giá ok đó anh em. Đam mê cứ liên hệ ha, cứ vận chuyển thì đây Sài Gòn chắc mình nghĩ cũng 100 trở lại thôi chứ không có nhiều. Đấy, và một sự gọi là vui mừng mình báo cho anh em, rất là vui mừng là mình đã kết nối được với bưu điện một cách rất là thân thiết, tại vì mình gửi hàng thường xuyên và bưu điện dành cho mình một cái phí cước vận chuyển cực kỳ ưu đãi từ một tay tháng 9 trở về sau, từ một tay tháng 9 trở về về sau này đó là cước cực kỳ ưu đãi nha. Bữa nay tháng 8 chưa được, hôm nay 30 tháng 8 mà chưa được, chưa được cái đó đó. Thì qua bao nhiêu ngày mình năn nỉ thương lượng rồi, có một chút gọi là có một chút dọa dọa nữa nè, mình dọa giờ không không có cước đẹp nhất cho tôi là tôi chạy à ngang, tôi qua đơn vị Viettel Post hay giao hàng tiết kiệm mà ngang đó, thì mình dọa dọa nhiều mình dọa mà nửa chơi nửa thiệt thôi chứ dọa quá anh ta cũng chửi mình em. Và mình nhận được cái mức cước rất là ưu đãi, mình mong là từ tháng 9 này trở về sau, tháng 9 2022 trở về sau mình sẽ gửi hàng cho anh em với cái mức cước tuyệt vời nhất ha, tuyệt vời nhất nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ auto. Đó, đèn cháy ok ha. Coi kỹ các con led phát sáng ok hết. Cái mặt kính này nãy mình làm dơ ha. Cái tay mình dơ, mình rờ rờ vô nó hơi bị ố ố anh em. Không biết anh em coi video thấy không ha. Đó, tay dơ rờ rờ vô kính hơi ố ố xíu. Đó này về anh em cẩn thận anh em lau lại ha. Lau lại giúp mình nha. Đấy. Đèn ok ha. Hôm mình tới đây xin kết thúc video nha anh em. Đam mê cứ liên hệ mình 0766874311 nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những mặt hàng lần sau. Xem kênh Miền Tây Solar nhớ cho mình cái đăng ký kênh nha anh em.